Nổ nhà máy ở Alabama, một người chết, nhiều người bị thương, tin từ Brent, Alabama. Các nhà chức trách cho biết, một người chết và nhiều người khác bị thương trong vụ nổ ở một nhà máy ở Alabama. Theo truyền thông địa phương, tại thời điểm xảy ra vụ nổ, có 6 công nhân vẫn còn làm việc bên trong nhà máy công nghiệp Brent. Trong số những người bị thương, một người được trực thăng đưa đến bệnh viện Birmingham thuộc Đại học Alabama với toàn thân bị phỏng nặng. Tình trạng của người này được cho là nghiêm trọng nhưng ổn định. Những người khác ngộ độc khói được đưa đến một bệnh viện trong khu vực. Cảnh sát trưởng Terry Nicole cho biết danh tánh người chết là Keith Laveret. Ông nói chấn động của vụ nổ mạnh, tới mức khi ngồi làm việc tại sở cảnh sát Brent, ông có thể cảm nhận được sự rung chuyển. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra lúc 1 giờ 45 phút chiều thứ Tư, gia đình và các bạn bè của các công nhân làm việc trong nhà máy hoảng hốt chạy đến hiện trường. Gia đình Leverett bàng hoàng không tin rằng người thân yêu của họ đã ra đi. Bà con láng giềng đều nói anh là người làm việc tích cực và luôn muốn có một cuộc sống lương thiện. Bản tính anh vui vẻ, hay cười và thích chọc người khác hội hồng thập tự cung cấp đồ ăn và thức uống cho những gia đình chung quanh nhà máy phải tạm thời di tản